Đây, hôm nay tiếp tục lại đưa anh em đến với chợ chim cảnh. Chợ chim cảnh, chợ Giếng Vuông. Đây, thì hiện tại trước mặt mình là mọi người đang mua bán chim rất tấp nập. Đấy, chợ ngày hôm nay là chợ ngày 12 nhé. Ngày 12, cho nên là anh em tiếp tục mang chim ra đây chơi rồi. Bình thường là anh em phải tầm khoảng 8-9 giờ thì anh em mới mang chim ra chơi nhiều hơn. Thì hôm nay tiếp tục lại đưa anh em đi tham quan một vòng chợ chim ngày hôm nay, xem có những dòng chim gì thì sẽ chia sẻ cho anh em xem. Nhiều lúc cũng không thể chia sẻ được chi tiết cho anh em, nhưng mà cho anh em biết chợ chim này được mở vào ngày 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng nhé các bạn nhé. Bây giờ sẽ đi một vòng để cho anh em biết chợ chim ngày hôm nay nhá. Đấy, tiếp tục một xe chim. Bây giờ anh Văn hôm nay không mang chim ra, không mang đồ ra. Mưa không mang đồ ra. Ướt quá đúng không? Có những anh em tiếp tục mang chim ra chơi dần dần. Bác này có một hai lồng trà màu to đấy. Ở trên kia thì đang giật chim nhé, đang giật trà màu. Đang giật trà màu. Đấy, lại tiếp tục một bác xách trà màu ra. Đây. Bác này mang hai lồng chim của anh Văn chứ không? Đúng rồi, cho đây cho rộng. Đúng rồi, bên này cho rộng. Trà màu anh em ạ. Lô. Hai lô trà màu. Để lại đúng rồi, đợt trên bãi kia cho đỡ bẩn. Đấy đúng rồi. Cho nó đỡ bẩn. Để dưới đây bẩn không ạ? Để ở đấy cũng được. Để lên trên đi. Cho cái gì? Che mặt vào mặt. À, đó rồi. Mặt cười. Rồi. Nếu mà vướng thì cho băng vệ sinh vào. Ok. Sợ thì băng vệ sinh vào. Cao tầng nữa. Alo. Mình đây có con mái không anh? Như thế nào được? Trời, chọn mái thôi. Chọn mái đi, không chọn trống anh ạ. Bây giờ đi tìm chim mái, đang rất gần chim mái. À, đi gắt sinh sản à? Đây là cây này. Nhiều nhá. Cây lên. Chim bác quan à? Chim bác quan. Bác quan có một con trong quần. Nó phân bằng cái cơ chim to rồi. Chim to. Ô cái kia mơ đầu kìa. Chim ở đây giờ mới biết. Bây giờ anh mới biết á? À? Anh ở đâu bây giờ mới biết thôi. Còn giờ nhờ. Anh không biết em à? Không. Sao biết được? Em ngay cạnh nhà bà ngoại. À cả. Cái gì nhỉ? Xí hay Dũng à? À Dũng mà thế đéo biết. Thế này về ngoại phải về. Dấp rào. Rồi. Dấp rào trước đường. Về ngoại. Lâu lâu mình chưa. Thả nào. Xí là anh nhỉ? À xí em. Dũng là anh nhỉ? Thế mà bấy ở trong kia. Thế. Em vẫn còn cặp thôi. Không thấy mày đi ra chờ chim trước bờ sông bây giờ mới ra đây. Hôm nào vào nhà anh Đông, nhà mới chẳng vào nhà anh Đông. Uống rượu đấy mà. Bây giờ những con này bao nhiêu tiền hả Dũng? 400. 400. Nhà còn nhiều không? Cái đợt vừa rồi vì thằng Kiên mà vào. Ờ. Hả? À, nhà còn nhiều hay là mấy ngày thôi? Cứ mùng 2, mùng 7 lễ âm lịch ra đây bán ở đây này.
Đấy. Đây cũng toàn trà mảo thôi. Đây những con trà mảo này to hơn ở dưới kia tí. Chim đây tách ra lồng nhìn to hơn, đẹp hơn. Bắn được nhiều chưa? Mấy khúc đấy nhỉ? 2 khúc. 2 khúc đấy nhỉ? Đấy. Trên kia thì một số những các bác đang bán họa mi, lồng chim sừng trâu, trà lửa. Trên xa xa kia là anh em đang bán một số những con chim quế lâm, trà lửa, nguyệt sắc, trà than. Nhưng mà tại đây thì có thấy hai em gà rừng này, trà màu đây mới thấy toàn này trà màu nhiều hơn, trà màu khuyên. Ngay đây thì có những con chim, đây là con chim mi đất khiếu, đây mi đất này. Đây là con khiếu bụi đầu đỏ nha anh em này, khiếu bụi đầu đỏ nhé. Đây có một con trà màu, kia một con, hai con mi đất nhá. Đấy, khuyên trên kia trà màu. Những con trà màu trên này thì tùy từng con, thì có những con thì tầm khoảng 400-500, con thì còn là 200-300. Mà kia có hai con thì bảo là 400 một con. Chưa được xuất được cái nào đâu nhỉ, đại ca nhỉ? Bình tĩnh. Đấy. Lồng này là lồng sừng trâu. Lồng chim khuyên sừng trâu nhé. Lúc anh nghe bác chủ lồng nói là lồng này có khoảng 80% sừng trâu anh em ạ. Tất cả cái này trên này. Đấy, cái này là đều bằng sừng trâu hết này. Đấy, vòng này cũng là sừng trâu này, các vòng này là sừng trâu này. Cốc, cống, cầu, đế đều bằng sừng trâu nhá. Chỉ mỗi cái nan này này. Nan này thì không làm bằng sừng trâu được, nan này thì làm bằng tre. Đấy. Đây là lồng này thì bác bán 2 triệu. Sừng trâu 80-90% là sừng trâu. Trên này cái rát đáy thì cũng bằng sừng trâu này, dưới là bằng tre thôi. Đấy. Lồng sừng trâu, anh em nào mà muốn mua lồng sừng trâu nuôi khuyên hay nuôi hun mật thì cái lồng này khá là đẹp. Đấy. MC đấy. Một cái lồng kia là gỗ móc, gỗ móc 400-400 một cái lồng gỗ móc này, khá là đẹp. Trên này thì anh em đang ngắm họa mi. Đấy. Đấy cũng khá là đông anh em mang chim đến chơi, càng ngày càng thấy đông lên rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhà em hình như là đường vào trong Thạch Đạn như nhỉ? Có một kết Hòa Cư. Hòa Cư nhà anh trước anh chẳng vào, nhà em lấy bốn con nhỏ đấy đấy đúng không? À chính là bây giờ nhà em còn nhiều không? Mấy chục đôi nữa à? Đấy. Chim chí. Mua mấy cặp về em đi. Mấy con kia anh về nuôi thì hết chưa? Thì hết rồi. Nhà nuôi lâu mới được. Lâu không ngon. Đây. Bên này thì một số bác đang bán những chim khuyên, chè lửa, chè than. Kế lâm ngũ sắc. Đây con này của anh Tâm à, anh ấy à? Anh được à? Màu lân vỡ. Con này như lai mái, dòng mái nhiều nhỉ? Đây thì có những con chà lửa, chim khuyên, sáo, chà mào, cu gáy. Đây hiện tại đây, khuyên đây thì khá là nhiều. Chim khuyên, chà lửa, sáo, chà lửa, chà than. Đến lâu chưa Chiến? Mới lấy ra à? Con bé mà. Con bé mà. Anh ra lâu chưa? Ra một lúc rồi. Mang ăn chơi hay bán? Đơn giản. Mang ăn chơi hay gì? Treo lên kia để mọi người ngắm. Con trên này 300 á? Không, con bên dưới à. 300 là đỡ, con ngồi 300 thì cũng bán được. 300 thì... Người ta tranh nhau anh ạ. Lấy luôn. Tranh nhau bớt đầu. Bớt đầu ngay. Lấy con nào lên. Đấy, luôn. Mồi. Chưa kia màu đẹp. Con này cũng màu đẹp mà, con này cũng đã lân rồi. Con này cũng tắm được đấy cả. Con kia nó làm siếc rồi. Nhưng mà con kia đẹp hết đấy, con này ghép sinh sản thì sau này đời con này đẹp. Được đấy, màu đẹp. Thì nữa gây cổ. Thì gây cổ. Gây bó bụt rồi anh ạ. Và anh nghiên cứu là tháo ra xong là để nắn chỉnh xong là nắn chỉnh nó vào. Đấy. Thế làm siếc như này. Lấy cái băng dính ấy. Dán qua. Băng dính ấy. À. Cho Avi khả năng quên đi không? Vẫn bị đúng không? Để lâu vẫn bị. Nó không quên được đúng không? Thói quen ấy, như khá Avi to khả năng lâu nó không quên. Như kiểu cái tật của mình ấy. Chào mào. Con gì anh đang? Cu à? À, cu Pháp à? 120, cu cái Pháp. Con này thì bản thân của nó. Thì em lấy không? Bây giờ mình thấy nó thọt thì mình bắt đi. Mái trống rồi. Mái thì ghép đẻ à? Nhà anh có trống. Mái nhà anh đầy rồi. À. Nó lợ bình tiền nó đéo có gì để bắt con. Nó đưa ra con chim này 100.000. À. Ăn chim rồi. Đấy.
Thật ra thì đấy, anh em thấy là chợ cũng khá là tấp nập. Nên là mà anh em đến chợ này chơi thì sẽ gặp những chim yêu thích. Có rất nhiều anh em đến chơi. Cảm ơn.